Ở trên kinh chúng ta nhìn thấy có thí dụ, có người gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, xin Phật cạo tóc cho ông. Ông muốn xuất gia. Thế Tôn vừa thấy liền bảo những vị đệ tử ở bên cạnh đều là đại A-la-hán: mọi người hãy đến đây xem người này có thể xuất gia được không. Thần thông của A-la-hán có thể quan sát 500 kiếp. Mọi người vừa nhìn thấy trong 500 kiếp đều không thấy có một chút thiện căn gì, ông ta làm sao có thể xuất gia đây? Chính là chẳng có duyên với Phật. Xuất gia thì phải có duyên với Phật, không có duyên với Phật thì không thể xuất gia. Phật liền nói với mọi người: được, ông có thiện căn, các ông không nhìn thấy. Vô lượng kiếp về trước, ông là người điều phu làm nghề đốn củi. Ở trên núi đốn củi thì gặp một con hổ. Một con hổ muốn ăn thịt ông, ông liền trèo lên trên cây, la lên một tiếng Nam Mô Phật. Là cái nhân duyên này, trong đời này khi gặp ta, ông muốn xuất gia. Vô lượng kiếp trước A-la-hán không nhìn thấy được. Điều này nói lên chủng tử Phật Pháp là kim cương bất hoại. Trong vô lượng kiếp vẫn không kết được duyên với Phật, thì cái chủng tử như thế này gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn là sự thành tựu. Trong hội của Phật, ông chứng được quả A-la-hán. Chúng ta tin tưởng lời của Phật nói là không có vọng ngữ, nhất định là lời chân thật. Cho nên chúng ta tin tưởng Phật thì hiện thần thông, hiện tướng lưỡi rộng dài, biến khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật. Đây là trong kinh Di Đà nói, nó không phải là lưỡi rộng dài che phủ khuôn mặt. Tam thiên đại thiên thế giới không phải là cục bộ, biến phú là tam thiên đại thiên thế giới cả thảy đều che phủ hết. Ở trên kinh Di Đà nói chi tiết hơn kinh này. Ở trên kinh này chỉ có nói các xuất quảng trường thiệt tướng. Ở trong kinh Di Đà nói là xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, những đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết như Phật sở hữu niệm kinh. Bạn nên biết đây là đại bổn của kinh Di Đà. Bộ kinh này là tất cả chư Phật đều hộ niệm. Bạn liền biết được sự quan trọng của bộ kinh này. Cho nên các vị, nếu như bạn gặp phải ma nạn, tôi gặp được rất nhiều. Ma nạn đều là có nguyên nhân, đều là oan gia, trái chủ của đời này và đời trước tìm đến cái thân này. Họ đến tìm bạn để dạy dò bạn đều là có mục đích. Biết được bạn học Phật, bạn học Phật bạn có thể giúp cho họ, bạn có thể cứu họ. Khi mà bạn không có năng lực cứu họ thì tạm thời họ không để ý đến bạn. Vì sao vậy? Không giúp đỡ được họ, hại bạn cũng không ích gì. Khi hại bạn, họ sẽ nghĩ cách để cứu, họ sẽ đến. Cách để giải quyết một số ma chướng: niệm Phật là phương pháp thù thắng nhất.
Bạn nói với quan gia, trái chủ, khuyên họ niệm Phật, cùng niệm Phật với tôi, cùng với tôi lại Phật, cùng với tôi tụng kinh. Tương lai chúng ta cùng sanh về nước Cực Lạc. Xin đừng sợ. Trong nhà bạn thờ tượng A Di Đà Phật, cúng dường kinh Vô Lượng Thọ, hoặc giả là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Bạn nên biết những bộ kinh này là tất cả chư Phật đều hộ niệm. Những người đọc bộ kinh này trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chúng tôi trước đây đã đọc qua, đã giảng qua rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là thượng sư Kim Cang Mật Tông. Trong Mật Tông thì có Quán Đảnh. Rất nhiều người muốn được thượng sư Quán Đảnh cho họ. Thượng sư Quán Đảnh cuối cùng là có linh hay không? Điều này rất khó nói. Trên thực tế, hai cái từ Quán Đảnh này cách nói như thế nào cũng khó hiểu, cũng bị hiểu lầm, cho rằng nhảy một chút nước thì là Quán Đảnh rồi. Tôi có bạn liền tiêu mất thì liền có phước. Vì các bạn mỗi chiều khi đi tắm xối nước, đây là đại Quán Đảnh rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giải thích cho chúng ta, đảnh là đại pháp chí cao vô thượng. Ý nghĩa của đảnh là như vậy. Đại pháp chí cao vô thượng là cái gì? Là kinh Vô Lượng Thọ, là kinh A Di Đà, là một câu sáu chữ hồng danh, là đại pháp chí cao vô thượng. Quán là cái gì? Là truyền thọ cho bạn, đem cái đại pháp này truyền cho bạn thì gọi là Quán Đảnh. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rất hay, niệm một biến kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối, thành tâm thành ý mà niệm. Trong lúc niệm không nên có vọng tưởng, không nên có phân biệt, không nên có chấp trước, cung cung kính kính mà niệm một lần, thì mười phương tất cả chư Phật Quán Đảnh cho bạn một lần. Bạn nói xem điều này thù thắng biết bao nhiêu. Mỗi ngày bạn niệm hai lần thì được Quán Đảnh hai lần, niệm ba lần thì được Quán Đảnh ba lần. Đây là thật, không phải là giả. Cho nên không cần đi tìm một vị thượng sư dẫy vài giọt nước lên đầu của bạn, vì này không có hiệu quả. Hoặc là sờ sờ dọc cái đầu. Có người đến tìm tôi, tôi liền nói với họ, trên đầu của mỗi người đều rất bẩn, sau khi sờ rồi thì nhiễm bệnh, sẽ lây sang người khác. Cái đạo lý này phải nghĩ cho thông. Cho nên thật sự phải rõ lý. Tu hành như lý như pháp, chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Cho nên đừng để bị hình thức đánh lừa. Hình thức được thực hiện vào lúc nào? Khi biểu diễn trên sân khấu, khi trình diễn ca hát. Biểu diễn cho cái gì? Cho những người không hiểu Phật Pháp, lần đầu đến đây để cho họ xem. Đó là điều cần thiết, tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên Phật dạy có rất nhiều nghi quy, nghi thức. Đó cũng giống như biểu diễn trên sân khấu vậy, tiếp dẫn chúng sanh. Không phải cho người tu hành chân chánh. Những người tu hành chân chánh thì xem trọng thực chất, không xem trọng hình thức. Phải hiểu được điều này. Cho nên nghi thức không thể bỏ đi. Nó là một phương pháp tiếp dẫn chúng sanh.
Điều này chúng ta nhất định phải hiểu. Ngay cả Tổng thống Singapore Nathan của chúng ta cũng biết. Có một lần chúng tôi ăn cơm với nhau, chúng tôi ngồi với nhau. Lúc đó ông vẫn chưa làm tổng thống. Ông nói với tôi, ông nói ông tôn kính nhất là Phật giáo. Trong tất cả các tôn giáo, ông tôn kính nhất là Phật giáo. Ông là tín đồ Ấn Độ giáo. Ông nói Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Lời này là do người trong nghề nói. Người không phải trong nghề thì không hiểu. Lần đầu tiên tôi nghe lời nói này, Phật giáo trọng thực chất không trọng hình thức, là do Đại sư Chương Gia nói. Sau này không còn nghe được cách nói như vậy nữa. Không ngừng gặp được Tổng thống Nathan, ông nói câu nói này. Cho nên hình thức giống như làm pháp hội gì, cái hình thức này là để tiếp dẫn những người sơ cơ. Người sơ cơ ưa thích sự náo nhiệt, họ đến đây để xem thử là trồng thiện căn cho họ. Ý nghĩa là như vậy. Trên thực tế lợi ích không phải là tu trên những hình thức này. Nội tâm, tâm địa, pháp môn. Cho nên Phật pháp chỉ nói nội học, là thay đổi từ trong nội tâm. Dùng lời hiện nay mà nói là bắt đầu từ nơi tư tưởng kiến giải. Đem cách nhìn sai lầm, cách nghĩ sai lầm là sửa chữa lại. Đây gọi là nội học. Ở trên kinh văn nói phóng vô lượng quang. Quang là cái gì? Quang chính là tướng lưỡi rộng dài. Bởi vì lưỡi là phương tiện quan trọng nhất dùng để nói. Nếu không có lưỡi thì bạn không thể nói chuyện được. Do đây chúng ta mới biết được năm xưa Thế Tôn còn tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm, hơn 300 hội tướng lưỡi phóng quang. Đây chính là phóng vô lượng quang. Có lẽ có người sẽ nói Thế Tôn thuyết pháp không quá 49 năm, vậy là vẫn có thời lượng, không thể nói là vô lượng. Đó là bạn chỉ thấy được trên hình thức. Đây là có thời lượng. Nếu như bạn nhìn thấy được trên thực chất thì bạn liền biết được đó là vô lượng. Trên thực tế là sáu trần đều thuyết pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, khải thị cho chúng ta, nếu như chúng ta biết rồi, thực sự biết rồi, thì chúng ta nhập vào Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở nơi nào? Là cảnh giới sáu căn của chúng ta đã tiếp xúc, thì chẳng có cái nào là không phải. Thế giới Tây Phương Cực Lạc sáu trần thuyết pháp. Thế giới này của chúng ta cùng với thế giới Tây Phương không khác nhau, cũng là sáu trần thuyết pháp. Căn và trần đều phóng quang. Căn là sáu căn của bản thân chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cảnh giới ở bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái nào mà không phóng quang? Điều đáng tiếc là nó phóng quang mà bạn không biết. Nếu như bạn biết được thì bạn chính là Pháp Thân Bồ Tát, là bạn đã thực sự giác ngộ rồi.